Kính chào cha và chúng con đã thấy được thánh lễ đã phục sinh hôm nay thật là long trọng và chúng con xin được đặt một câu hỏi đến với cha đây là lần đầu tiên cha chăn dắt một vụ sứ vụ về của cha với cộng đồng người Việt Nam vậy cha cảm nghiệm của cha như thế nào à, vâng thưa ông à, lần đầu tiên về giúp cho người Việt Nam à, cùng thờ phượng với người Việt Nam thờ phượng Chúa với người Việt Nam của mình À, cái cảm giác khác lạ khi mà giúp với à, người Mỹ bởi vì mình nói được tiếng Việt của mình những lời kinh những lời nguyện của mình à, mình đọc bằng tiếng Việt cũng như những cái cảm xúc mà người Việt Nam mình chia sẻ với nhau bằng tiếng Việt rất là cảm động à, thì tôi cũng xin chia sẻ là hôm đi đàn thánh giá à, chính tôi à, đã rơi nước mắt khi mà nhìn thấy giáo dân của mình với một cái lòng tin và lòng mến Chúa như vậy và được đọc những cái lời kinh bằng tiếng việt của mình thì nó tạo nên một cái cảm xúc nó dân trào thì làm cho nước mắt không có cầm lại được à, cũng giống như hôm nay à, mừng một cái đại lễ phục sinh với giáo dân Việt Nam thì trong một cái niềm vui rất là hân hoan à, trong lòng rất là phấn khởi cái niềm vui và phấn khởi đó nó khác lắm so với ngày xưa khi mà à, một vụ với người Mỹ thì à, tôi cũng rất là cảm tạ Chúa và cảm tạ giáo dân Việt Nam ở đây họ đã có được tấm lòng và họ một cách nào đó đã giúp cho tôi, đã chỉ dẫn cho tôi một cách sâu xa hơn là để cùng với họ thờ Phượng Chúa ở tại nơi đây mỗi ngày một sốt sáng hơn nữa. Và trong đêm nay lễ phục sinh, chúng con có thấy được có bảy tân tổng. Vậy chúng con được có hỏi là những vị tân tổng đó họ đến với cha như thế nào? Bảy người có thể nói là có bảy hoàn cảnh khác nhau. À, nhưng mà cách đây một năm à, họ mỗi từng người một có đến gặp riêng à, và xin tôi à, hướng dẫn họ về niềm tin để họ muốn theo à, Chúa à, qua niềm tin Công giáo của mình thì à, sau một năm à, tìm hiểu và học hỏi về giáo lý cũng như kinh thánh thì hôm nay họ đã sẵn sàng và họ đưa, được được lãnh nhận bí tích rửa tội à, rước lễ và thêm sức à, hay nói một cách khác thì họ đã trở thành người Công giáo và trong cái bài huấn từ của Đức Thánh Cha À, trong thánh lễ tiệc ly, Ngài đã nhấn mạnh đến sự vâng lời và sự tự nguyện của Chúa Giêsu để cứu độ nhân nhân loại. Vậy cha có cảm nghiệm như thế nào à, trong cái đời sống của con người có thể áp dụng được sự vâng lời và cái sự tự nguyện trong cái sự khó khăn mà con người đang gặp? À, riêng đối với bản thân của tôi à, được nghe Đức Thánh Cha nhắc nhở về đức vâng lời. Tôi à, gương Chúa Giêsu Kitô trên thập giá để vâng lời Đức Chúa Cha và thi hành được cái thánh ý tốt đẹp của Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Đó là một cái mẫu gương cho mỗi người chúng ta, cho tôi ở đây và tôi cố gắng để giúp cho người giáo dân của mình biết noi theo gương của Chúa, thi hành thánh ý của Chúa chứ không. Tôi ao ước là giáo dân Việt Nam ở đây mỗi ngày thì họ cảm thấy yêu Chúa nhiều hơn. Chúng tôi là Bồi Văn Bằng và Nguyễn Phụng Xuân. À, tường trình đến uh, quý khán giả đài fptn tại giáo sứ thánh du Xe thuộc giáo phận sakrot tiểu bang nokaina